À. Ra nào, ra này, ra nào. Quay ra nào. 499 kim cương mới ra. Chào Thảo nhá, chào Hoa học trò nhá. Ra nào. Ra. 499 kim cương. 599 kim cương. Ôi, giật mình, giật mình. Đến giờ đến vòng nâng súng nào. Ờ, vũ khí. Súng trường, vò, súng trường. Rồi, nâng cấp này nó ra. Gì vậy? Ta nát con tim ạ. Sau này mình quay ra rồi mà chẳng. Ui, cả ba viên đá luôn, xịn sò. Ra cái gì? Ra một tái bê. Một tái mày bê ra luôn, ui dồi ôi, đúng khẩu mình thích ạ. À. Trời ơi. Ui dồi ôi, vui 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 vui, ra một tái bê luôn. Cái gì nhỉ? Để nâng cấp là kiểu tí nhỉ? Đậu vũ khí. Được rồi. Qua. Mua nhập. Nào từ từ nào mới bác. Em đang nâng cấp mà. Đỏ. Đỏ bình thường anh em ạ. Nhân phẩm hơi đỏ. 100% là nó thì nó cũng sai. Cái tiền à? Xem nó lên được cấp mấy. Tôi để ít tiền lại. Để 200 lại. Nhân phẩm. À. Wow. Ra gì vậy? Lên nào. Không biết nó lên được cấp bao nhiêu rồi. Nghèo anh em ơi. Ui, thiếu 90 có đủ không nhở? Mẹ thiếu. Thiếu rồi anh em ơi. Có 200 đủ đâu. Kéo đủ à? Ui, nhị, âm âm vậy. À, sắp tháng mới rồi. Mấy hôm nữa là có à. Đó gì? Phải xem cầu. Khẩu yêu thích của mình có được. Đẹp vai. Ồ, đây. Ôi, đẹp.